Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Hôm qua thì các bạn đã xem tập phim hôm qua thì anh em bắt đầu triển khai cái dàn đòn tay cầu. Hôm nay thì tiếp tục người Hàn thì cứ Hàn và người lợp thì chắc cứ lợp thôi. Lại còn có những hạt mưa xuống mới khó làm nhá. Giờ này đang cho 1, 2, 3 chị em, 4 anh em chuyển ván nhá. Dây điện nhá, cẩn thận dây điện. Chuyển ván ra để lọc các bạn. Ván này thì lợp nhà nó lấy những cái ván to đi rồi, bây giờ nó còn gắn bé. To cũng vẫn còn, cũng ấy đấy, cũng khó làm phết đấy các bạn ạ, không đơn giản đâu nhá. Một tấm như này bây giờ, hiện tại bây giờ nếu mà loại to dài nó rơi vào khoảng 7-80, bé là 50 và bé nữa là bé như này là khoảng 35-40 nghìn. Còn thường thường mình lợp ba cái nhà này là không lợp ván bé một cái nào, đến toàn cái loại to thôi. Trên 50 nghìn một tấm. Đây là ván pơ mu, còn loại gỗ bình thường là không bao giờ lợp được như này các bạn nhé. Gỗ bình thường nó bị mục bị ải hết, nhưng mà vỡ pơ mu này thì nó bền với thời gian, nó có dầu nó không bị mối mọt. Mà lợp thì phải né cái cành nhãn này là nguy hiểm đấy này. Lợp mà kiểu là có cái gì nó che ở trên ấy là nó ải rất là nhanh. Thế nhưng mà để mà không như kia mà trời mưa xuống xong nó lại nắng lên ấy thì nó không ải được, không ải được gỗ. Nhưng mà cứ kiểu dâm dâm cả ngày này là nguy hiểm, cái này phải phất bớt đi cành. À cái này ván lịa à? Cái này bào rồi để riêng em ơi, để cho. Nó không dầu. Hả? Dùng chưa dùng đến thôi. Tức là hôm nọ là chưa dùng đến. Mình cứ để riêng ra gọn ra một góc. Xếp cho bên kia. Đây này, để mà lịa vách ấy thì dùng cái ván lợp này bào như này, nhưng mà nó không được chuẩn nữa, nó không được. Cái nào chưa bọt thì không. Cái nào mà cắt rồi thì cứ để riêng ở đây thôi. Để mấy anh lát cái trong nhà kia cơ. Ai mà đến đông này chơi à? Dài phải cắt đi đấy, tí đặt chập lên 4-5 tấm thì cắt đi. Để xếp đây đi. Trời thì hừng nắng mà sao cứ ấy thế nhỉ? Mặc vào không? Nóng lắm. Đây nha, mình mua rồi thì mình biết rất nhiều tiền vào cái tiền ván này. Bác nào mà làm nhà sàn bằng ván pơ mu hoặc là làm nhà nghỉ homestay khách sạn mà cần đến cái ván này, lưu ý giúp mình, chỉ chia sẻ thôi, cái kinh nghiệm thôi. Bác cho em một bó lành dây xanh đi. Trước mặt kìa, bó dây xanh xanh kìa. Đấy, được bố này. Đây. Lợp hết được mà. Đây này, một cái bó như thế này nhá, các bác chú ý nhá. Cái này không biết là bó nguyên của nó không này. Một bó như này là nó rơi vào khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? 35.000 một bó. Cái loại này loại mỏng 35.000. Thì chục tấm 350 một cái bó này. Đây này, bọn nó làm rất là mạnh khỏe nhá. Ở bên ngoài nó rất là lành. Đấy, bên ngoài toàn tấm lành. Đây, ví dụ như này là tấm này. Đây này, mình kiểm tra đây này, tấm thứ hai là bắt đầu thủng ở đây này, vỡ đây này. Nhìn thấy không? À, rất là tinh vi nhá. Nó kẹp như kẹp bó rau ấy. À, trong hỏng hết đây này. Mang về lợp nó bị rột đấy.
mình mấy chục, nguyên một đống ván hơn 60 triệu gần như là không lợp được lên nhà luôn. Bây giờ phải đổ đây để lợp ở cái cổng kia. Đây. À, bên ngoài nó không bao giờ có cái tấm vỡ này, nhưng mà bên trong nó làm như mới rau ấy. Đây này. Chẳng nhẽ mình lại phốt lên mạng mẹ mấy cái thằng làm ăn này. Bố láo này. Để nhiều người người ta không biết. Người Hà Nội kiểu gì thì kiểu cũng dính. Mình ở đây, người bản địa ở đây mà nó còn dám làm vậy. Mà nó chuyển đến, nó toàn chuyển buổi tối. Nó phải sợ cái gì? Sợ kiểm lâm các thứ. Mình nhìn thế nào được, mình bỏ ra thế nào được, nó bó kín thế. Mình chỉ nhìn thấy cái đầu ấy thôi. Đấy, đầu này và đầu đít này thì có thể nhìn thấy. Nhưng ai mà bỏ ra hàng mấy nghìn tấm, ai dám cởi ra, ai cởi ra để mà kiểm từng tờ này được. Mình tin tưởng nhau, nhưng mà cái đấy là một cái bài học, cái kinh nghiệm. Mình chỉ được dính đúng một chuyến đấy thôi, trừ chuyến khác, từ người khác là mình, từ chuyến đấy là mình không lấy nữa của cái người kia nữa, là mình lấy chỗ khác, nó khác hẳn luôn. Nói chung là các bạn để ý, cứ kiểm tra thật kỹ. Nếu mà mất người ra thì lâu lâu test một bó, các bạn cứ bỏ ra trong một đống hàng nghìn tấm thế này, mình bỏ ra khoảng 2 bó để mình kiểm tra, không mất tiền chục tiền trăm luôn với cái ván này. Riêng cái ván này mình mua chắc phải mấy trăm triệu ấy. Ván Pomu này nên mình dính đúng một lô hơn 60 triệu. Xong gọi nó xuống, nó bảo nó xuống kiểm tra, nó bảo ủa anh nhận rồi. Thế cơ mà. Anh nhận, anh giả tiền rồi thì em không biết đâu. Gọi thế thì cũng mà ngang đi lừa nhau. Cứ tấm nào hỏng nó cho bên trong bó. Sợ. Cho cái ván. Đấy, cái đấy lấy ra hết mà, cái ván thái lấy ra hết đấy. Cái nào không lọc được mình cứ bỏ ngoài sân cái để mình ấy sau. Để đâu, lấy ra hết. Tất cả luôn. Khóa vào. Đấy. Mạnh vào. Rồi. Để vào trong ấy đi. Để vào trong. Cho lên hè đi. Mưa vào đây đấy. Trời điều thật đấy, ngứa xuống mới đau chứ. Bây giờ phải một người ở giữa này, lù là phụ là ấy nhá, trên sát luôn nhau nhá, đóng luôn như ông nọ nhá. Bây giờ đóng là đóng thế này, đóng hết một hàng dưới bằng cái đinh này, xong là bắn hàng trên, xong tí nữa mình mới vít hàng trên xuống hàng dưới, chứ không phải bắn không như cái kia đâu. Cái này phải dùng vít đấy. Lên đi Nhị ơi, lên máy đi. Bắt lên. Ném. Dây bảo hiểm sắt vào cổ ấy. Để lên cái ván này, Nhị, để lên cái ván trên đầu ấy. Đấy, xong trèo lên. Lù lên đi. Chị ơi. Đăng ký ghê. Hả?
đang kích kìa. Thấp quá. Không biết được. Trung Nghĩa. Kích chưa? Hay là kích sau ấy? Trung Nghĩa ơi. Cái này kích chưa hay là kích sau? Kích chưa? Bằng chưa? Hả? Bằng. Tí đặt livo vào mà dẻo đi một bên là hỏng ấy nhá. Anh út ơi, cho nó mượn cái thước. Con nọ mình là bên kia là thừa bao nhiêu phân nhỉ? 20 à? Có lên không? Phải để con lên nào. Không có lên đâu chị. Chị ở giữa cầu thang ấy. Như cái này là cắt được mà chân ấy. Chân cắt đi nó lại xấu. Mày phải để chỗ bẩn bẩn xấu xấu nó thò ra thì nó mới đẹp. Chị lên giữa cầu thang. 30 phân đâu, đo thước vào đi. Đấy, đứng đấy thôi. Đâu thò 30 phân đấy chăng? Ok đấy. 30 phân. Ba mươi phân đi em ơi, cho nó bằng cái nhà sàn đấy đi. Tụt xuống 5 phân nữa. Rồi. Bắn đi. Bây giờ cái này. Đúng rồi. Bắn thẳng như thế nhưng mà cái chỗ đấy em để cách ra đi, để tí nữa anh có khi phải đẩy máng mà mới được. Bắn thẳng lên. Bắn vuông lên. Khó làm phết các bạn ạ. Cái này nó có góc, cái góc này nó không phải là góc vuông, cái góc ạ. Hai phát thôi, tí phải vít đấy, không phải riêng cái bắn này đâu nhá. Mỗi tấm 2 phát. Rồi. Đưa lên xong thằng lù phải để ở chỗ chân em phải một đống. Thì cứ đưa lên cho nó đi. Nào, ván đi. Ván dày trước đi, cứ loại ván dày ván dài trước. Lấy to to trước, dài trước, dày trước. Nó cái tấm này sao mà điêu thế này. Mình như mắng lợn. Chắc chắn rồi. Sao mà bằng bàn tay được. Kệ nó thôi. Ô mày. Ô lợp lên tận. À ừ đúng rồi. Cái này lợp thật kỹ nha em nhá. Cái này lợp thật kỹ đấy. Cảm giác mà nó rột thì mình phải bỏ nó ra đấy, không là nó xuống cột xuống kèo là hỏng hết đấy. Sật khít vào. Cần thiết thì làm hai lớp trên với lớp dưới như nhau ấy. Thank you.
Cá nào mà không lấy được thì làm bờ rào, không sao cả, không thừa đâu. Hàng rào. Cái chân nó hơi vào bên kia một tí nhá. Chân nó sát vào đi. Hở ra rồi đấy. Rồi. Đây phía bên trên mái thì hai anh em nó đã bắn được một gian rồi các bạn ạ. Một gian mới được có hai ấy thôi. Cái này lập cái này cũng khó lắm các bạn. Xó bỏ lại, khấu bỏ lại chứ không lấy đâu. Đây là toàn là các kỹ sư nhà mình thôi, tự lợp tự ấy. Một ông người Mông, một ông người Dao. Còn ông chỉ đạo là ông người Tày. Vợ là người Thái nên là bốn dân tộc ở chỗ này rồi. Đấy, ở trên này thì mát mẻ cây tre, nhưng mà cái này thì mình phất đi thôi các bạn ạ. Tại vì nó ải, nó ẩm, cái mái này nó hỏng nhanh lắm ấy. Phía bên này là hướng này, nó hướng ra bên nhà. Anh Út anh đang làm cái mái hiên ra đấy để nó đón cái máng vào đấy. Nước mưa là không trong cầu, coi như là trong cầu là nước mưa là không có các bạn nhé. Em đừng... Đấy, trên mái làm rất là chắc chắn vì keo giả. Sau sẽ đeo những cái đèn lồng hai bên này nữa. Nhìn từ trên này xuống cao phết hay chứ. Này, đây là view ở mái cầu xuống này. Đây, đường đá đẹp chưa. Mày cứ ngồi lên cái giày đi, cẩn thận nó trượt phát xuống thì thôi ớ. Phát xuống gãy lưng luôn đấy, đừng có đùa với cái này. Hết tinh à? Hết sạch á? Sạch phải đi mua chứ. Đấy, lợp cái ván combo này là nó có... Nếu bình thường các cụ ngày xưa ấy, thì người ta hợp hở hai tấm hở và một tấm nằm trên. Đưa ván đi. Còn mình bây giờ mình lập khít như kiểu trần nhà ấy. Như thế mà vẫn như cái nhà bên kia ở đâu, nhà này này, vẫn dính rổ thế này, hôm nào phải sửa thế này. Bao nhiêu tiền mà vẫn dính rò, tại vì cái gỗ này nó không như ngói, nứt, nó có độ nứt. Là đi luôn thôi. Ừ, đi luôn thôi. Đi luôn rồi gì nữa. Đồ nhá. Cái này không phủ qua được à? Cái này phủ được chứ. Hả lù? Cái đoạn này phủ được mà. Được chứ, không được. Phủ luôn vào đi. Được cái là ưu điểm của cái nhà này là mát. Cong bỏ đi. Cong vênh thì không lợp được. Đấy, cứ loại ra như thế là mất tiền rồi đấy. Thế hai tấm là đi hơn trăm rồi. Đến này á? Ừ. Đắt thì hết.
còn đắt thế à, còn chưa tính gọi là chưa tính là cắt gọt đi ấy. Trước một người ở Kia nên mua có một cái ở trước đó nó 25 nghìn. Ngày xưa nó chả thế, bây giờ nó hiếm. Thế nhưng mà phải qua tay buôn quá, mình có lên bản lấy được đâu, đúng không? Qua tay thì nó phải chả phải lấy lên tiền cước, nó chứ. Thằng nhị này cứ ngồi lên cái máy thì nó trượt xuống, đừng có trách nhá. Trượt xuống là coi như là liệt luôn đấy, nửa người luôn đấy. Tua ấy. Còn tua luôn đấy. Thế là nó tua gì? Trên tí cái đoạn tay khoảng khoảng nhìn nó đẹp hơn. Đâu? Không cần đâu, em cứ cắt cái dài đi được rồi. Cắt ngắn quá, mưa nó hất vào trong hết. Cắt đấy các bạn ạ, hai kỹ sư xây dựng, một ông người Mông, một ông người Dao lên quậy được hai hàng rồi. Chiều nay tiếp tục. Chiều nay lắp kèo bên kia nữa, kia còn thiếu kèo với lại xà ra ngoài chỗ đấu vào nhà sàn các bạn nhé. Cơ bản vậy thôi, chiều nay tiếp tục xem là có ổn không. Vừa nãy thì thợ lên để thanh toán tiền công cái nhà sàn này, với lại những cái khu này tiền công nó mới là nhiều các bạn ạ. Vật liệu mình còn thấy ít hơn là tiền công, sợ thật đấy, choáng váng, sợ thật đấy. Thế là thanh toán hết cái bê tông rồi, công nhà sàn rồi, còn mỗi cái công này nữa thôi, xong. Mà công trình cũng chỉ mỗi còn cái này nữa là hết rồi, còn gì nữa, còn mỗi cái lan can này nữa. Lắp đặt bếp. Bắt đầu là mua bát đũa này, giường chiếu này, à giường đệm này, mấy cái đấy nữa. Nồi niêu xoong chảo. Đi về đi, ngủ chết đi. Tiếp tục công việc buổi chiều các bạn ạ. Hôm nay chính thức chủ nhà trèo lên nóc nhà để lợp ván pô mu đi rồi. Có hai loại ván. Ván người Mông thì dày hơn, nó ở bên dưới. Ván người Thái thì mỏng hơn. Cái này là lợp cũng phải kỹ thuật đấy, không kỹ thuật là thủng đấy các bạn. Đây nhìn đi. Ê. Dài. Chỗ này dột đây này. Đấy. Hơi kênh không? Hay chơi này chứ. Cái này ngày trước mình thuê 3 căn nhà là phải thuê hết. Thế là từ lúc mình nghỉ đi làm cầu về thì từ cái cổng mà mình tự làm đến cái hàng rào tự làm, cùng mấy anh em tự làm hết các bạn. Lúc đầu thì đúng là chưa biết lợp thật, nhìn người ta lợp một hai lần thì với lại là thật ra là người Mông trên mấy anh em là cũng biết làm mà. S-
sấp đôi luôn. Bỏng đít. Di chuyển lên bên này đi. Hết đinh à? Đi luôn à? Hay là chơi luôn hai hàng đi? Hai hàng lùi lại đi. Đã luôn hai hàng đi. À. Bán có chứ, tí dùng chứ. Từ 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 từ, sấp đôi luôn. Đấy, cái này thủng này. Bán đi. Hả? Ờ. Ăn được. Chơi nhá, ngồi uống nước nhá. Anh đang bận việc tí. Ờ. Để ra đầu kia đấy. Anh sửa lại cái thiên này. Ai bỏng. Ô, đưa ván thái đi. Đưa ván đi chứ. Ừ. Đưa đi. Chưa. Em phải ngồi dịch chứ, lợp luôn cả bên trên quá. Lắp đầy vào, đầy vào. Đừng có lắp tí một lắp thế. Cái này ở trên Sapa ấy, họ còn có cái bài là phủ rêu lên trên này. Nhìn thì nó đẹp thật. Thế nhưng mà nó ấy đấy các bạn ạ, nó bị ải gỗ, mục gỗ nhanh lắm. Ví dụ nó dùng được 50 năm thì nếu mà trồng rêu lên chắc chỉ được khoảng 20 năm thôi. Nó ẩm ấy. Vợ. Ok. Chơi luôn trên quá. Đây. Đấy, để em đứng, đứng. Mình lập cuốn chiếu luôn. Đứng dịch sang bên này một tí. Thank you.
đưa tấm ván này xong. Để ý nhá, để ý dưới nhá, có ván nhá. Tấm này cho bỏ đi chị ơi. Rồi, đưa đi. Đấy, được một gian được các bạn ạ. Anh chị cắt xong chưa? Xong. Ngồi vào vị trí. Này, đưa cho thằng ấy nó bắn cho. Thích bắn thì bắn, thích đuổi thì đuổi. Kêu đi dần. Tăng ca. Đây nhá, tí nữa ăn lại ăn theo đòn tay nhá. Còn cái này thì nhớ là hai cái chỉ cách nhau khoảng 5 phân thôi. Bàn tay thôi. Ok. Đấy, bây giờ anh lại phục vụ hai chú nữa, lại cái tốc độ lại còn cao nữa cơ. Đây, đấy. Một hai tấm đấy xong lại phải quay lại bên này đấy, không là nó đi xa quá tí nó khó làm lắm. Hai tấm một, đừng bắn tấm một, bắn đinh. Lật lên, đinh. Sang này nhá. Đấy, được một gian rồi. Để chuyển sang bên này xem nào. Bên này các thầy giáo ấy chưa? Lắp được keo chưa? Keo để anh Út, anh Hàn phát. Còn đôi kèo với lại còn đôi kèo nữa thôi. Xong rồi. Mai là buổi sáng, có khi là ổn đấy. Đây, bạn nhìn cái máy nhà chính kìa. Bao nhiêu là ván là ván. Đứng dịch sang bên này một tí.
chuyển dần lên như này. Đấy, nhìn từ ngoài này vào bắt đầu nhìn, các bạn nhìn đã hiện ra một cái mái cầu đấy, nối liền giữa hai cái nhà. Thì nhìn nhìn cái độ liên kết của nhà ấy thì nó sẽ có cái độ liên kết hơn các bạn nhé. Nhất là mai sau nó sẽ có cái đường lan can đấy. Đường lan can nó đều theo cái cầu này thì cái nhìn cái hai cái nhà này nó sẽ có một cái liền mạch nhất định, có cái độ gắn kết hơn. Đây gọi là cầu, các cụ ngày xưa là bắc cầu qua qua suối, mình bắc cầu qua cũng đúng qua gần suối thôi. Suối đúng ra nó ra tận đây thì đẹp, đây cái bể cá mà nó ra đây thì ơi cầu qua đây thì ok. Ok hơn một chút, cái này nó suối nó ra gần đến đó các bạn. Đây. Cái đầu này mà nó uốn ra dưới kia thì nó lại còn hay nữa. Ok, đấy là gọi là mô phỏng cơ bản thôi các bạn. Giờ này có cái giá kia mang ra đây để cái ấy lên này. Cái giá kia kìa. Cái giá của các chú ấy bỏ ấy. Cái em bê một cái để cái bồn hoa lên này. Cái này các chú ấy bỏ mà. Ở trong nhà vệ sinh có một cái nữa. Cái này ra để cái bồn hoa bằng gỗ lên cho nó đẹp. Hôm qua để cái này thấp quá. Nó phải cao lên tầm khoảng 9 cái phân thì đẹp. Cái bồn hoa này này mình thấy là hơi thấp. Tầm này, tầm cái này là vừa này. Dân ơi, nó cao hơn tầm này chứ, cái này thấp quá. Cái này khách ra để đặt thử lên cái giá này là cái này anh thấy thấp lắm, không ổn. Đặt lên. Chắc không đặt ra để đặt cái giá vào. Cao cao lên tí cơ. Vướng quá nhỉ. Không được. Nó phải có hai chân cơ. Đặt cái này nó mới được. Bó bột của các bác thợ này. Để kiểu gì được nhỉ? Để cái này ra. Mày sau đóng lại mình cái này mình thử đấy nhá các bạn nhé. Đóng nó gọn gọn, nó quay chiều này cơ. Quay cái chiều này là thành ngược. Tao đặt cái bồn trong này ra. Sao thế? Ồ, thì bóng này. Chơi với nhau, kéo ô, tranh nhau. Cái này chảy nặng lắm, cái này chữ mái nào. Đây là phải cao tầm này cơ. Cao quá, hơi cao quá. Cái giá mày sau kiểu gì nó phải tầm ít, không phải tầm này thì mới chụp ảnh được. Nhưng mà phải đóng lại, đây là mình đang để thử nhé.
Dẫn ơi, để cái này xuống, để cái này lên. Để sang bên này. Để cái này lên. Coi. Đấy, nó phải cao ít chứ không phải gần bằng đấy. Thế sau mình đóng, để hai cái, một cái đây. Đấy, nó thành một cái quây quây quần hoa ở đây các bạn ạ. Đây một cái, bên này cái, bên này cái. Xong rồi bước lên. Nó mộc mạc, chụp ảnh nó đẹp. Cái giá này thì mình tạm thời thế đấy nhé. Nhìn nó điêu á. Đây này, còn hai cái này mình còn chưa đóng được này. Hai cái này bằng gỗ chai mua ở quê này. Cái máy ép mía của người Tày ngày xưa đây này, mình hôm nào thì rửa sạch đi, xong bắt đầu là cẩu lên lắp ghép vào thành một cái nó nguyên bản của nó, để mà để trong góc, nhưng góc trong kia cho mọi người đến đây biết. Ở đây ở đất này không có cái này, nghĩa lộ này không có cái này. Cái này ở bên Yên Bình, người Tày Yên Bình mình mới có, với Lạng Sơn, Tuyên Quang là có nhiều cái này, nhưng mà bây giờ thì không còn đâu, ngày xưa thôi, bây giờ rất là hiếm mà. Đây mâm khủng của người Thái, đây đúng là gọi, đây gọi là huyền thoại thế này. Hay sử dụng huyền thoại thế, đây đúng là mâm huyền thoại người Thái. Hiện tại thì vợ chồng mình đặt loại mâm ngoại cỡ, ngoại cỡ các bạn, của người đồng bào dân tộc Thái về làm đúng bản sắc dân tộc. Đặt cái này chịu mấy một cái đấy, đan bằng mây và tre rất là kỳ công luôn các bạn. Cái này còn lớp một lớp phun lót với phun bóng vào nữa thì sẽ đẹp. Sao như kiểu bên này rộng hơn rồi chú? Chú Nghĩa ơi, sao như kiểu cái bên này ngắn hơn bên kia ấy? Chú cứ đo lại đi, cháu nhìn ở đây thấy như kiểu bên này ngắn hơn bên kia ấy. Dốc. Ôi nó phải đều nhau chứ. Không, tí nữa nó top mái vào đấy nhá. Cháu nhìn thấy ở đây nhìn điêu lắm. Chân nó dạng sâu vào nhà nữa. Cái này thì ngồi được 6 đến 8 người các bạn. 8 người. Cái này người ta dùng cái tre ngâm. À vâng, con cảm ơn chú. Học ăn mà. Thằng lắm việc, thằng người không à? Đang bốc pan. Đang bốc pan. Bốc pan. À cái này họ ngâm mới chứ, mùi này mùi tre ngâm mới chứ. Thế mà ngâm được thì tốt, không bị mọt. Cái này ngâm đấy, thối thối ở nên này. Lúc phải người Thái cũng biết là pan thế nào. Sao cái bên kia không bắn đi nhỉ? Hết. Bao nhiêu? 20 cái. Hai mươi cắm mâm khủng huyền thoại người Thái đã về đến nhà. Hả? Mua cả con khẩu à? Con khẩu người Thái. Con khẩu thì phải cơm nếp. Con khẩu thì phải cơm nếp rồi. Đấy, đi mà mới lên mâm cơm của người Thái mà không có cái này là hơi thiếu thiếu rồi các bạn. Có khẩu. Bây giờ
đây có khẩu đây, người ta đan bằng tre có nắp đây. Bỏ xôi vào trong này, khi mà đi nương đi dẫy là người ta sẽ ấy đây, đeo vào như này để lên nương. Lên nương là dùng cái này cầm đi để ấy đấy, cầm đi để lên nương ăn đấy. Đó. Có khẩu. Cơm nếp. Đây. Dàn mâm khủng huyền thoại đã về tới nhà rồi, mai phun. Này là mâm cổ đấy, bây giờ không có đâu các bạn nhé. Đặc biệt là bây giờ người ta không ngồi cái mâm này nữa. Thế này là đi vào lịch sử của người Thái đấy. Nhưng ngày xưa ấy, nó không to như thế này. Ngày xưa nó bé thôi, ngày xưa nó bé tầm này này. Thì cái 75-80. Ờ đấy, tầm đấy thôi. Bằng cái mâm ăn cơm mình ấy. Còn cái này là mình đặt. Hàng này là hàng đặt nên là nó mới to thế này. Nhiều món này. Ngồi như này quây quần là đúng đấy. À, đúng bài của nó. Chứ mình ngồi bệt xuống thì cảm giác nó ngồi khoanh chân xong ngồi lên cái đệm người Thái mà nó bệt xuống đất ấy thì bệ ăn bệt ấy thì cảm giác nó không được sang trọng cái mấy. Ngồi trên cái bàn này nó hay hơn. Ừ. Đấy. Cái này gác bếp. Bật cái điện lên cho nó sáng. Đây. Cao. Cùng kiểu gì? Thấp à? Đẹp lắm. Cái này cũng chắc này, đan những cái chân này rất là cầu kỳ nhá. Đan cẩn thận hết ạ. Treo trưng bày treo ở chỗ quán ấy, trưng bày để đựng xôi luôn. Nếu mà lấy cái này, khẩu. Cái này cao thế này thì cũng không được cơm đầy vào đấy này đâu. Cũng được nhưng mà nó kiểu nó hơi to đúng không? Cao. Hơi cao, hơi to. Mình không đủ xôi mà cho vào đây ấy. Không, mình cho cả lá vào thì được. Lót lá vào. Lót lá vào. Cho xôi vào. Ok. Thôi đi lập nốt cái hiên này đi. Xem các bác làm cái mái này xem nào. Không nhầm là nó bị tức đấy chú Nghĩa ạ. Cái bên nhà này nó bị dốc quá. Vâng. Riêng cái bên trong nhà ấy chứ. Bây giờ phải đo mái xem là. Hả? Mực bằng nhau á? Ừ. Ừ. Đấy, cái là mét bên kia không đều. Chắc chắn luôn. Chú cứ thả dọi xuống đỉnh tim đi là một bên lệch, tam giác lệch rồi. Bên của chú là to hơn. Ừ. Vâng. Còn bên trong nhà là bé hơn đấy. Phải lên, hếch lên nữa. Nhưng mà phải đo ở bên kia thì hệt bên kia thì mình mới biết được. Không biết là bên mái này dốc hay là bên ngoài nó bị thoái. Bây giờ bên kia nằm giữa 1m38 nhé. Đây cũng là 1m38 nhé. Đó, đây tim này. Tim đâu? Tim đấy không phải. Tim đấy không phải. Đấy. Chú lấy tim của 1m38 đi xem nó ở đâu. Lệch, nhìn mắt đã biết là lệch rồi.
bên bên phải hồ cá này là to hơn tam giác hả? 5 phân à? Đấy chú tính ơi ơi cái gì chứ ơi ổn chưa ui à wow ui à đây các bạn ạ, một buổi chiều hôm nay, buổi sáng thì dàn đòn tay, buổi chiều hôm nay thì đã lợp xong được, à chưa xong các bạn nhé, lợp được cơ bản từ gian này đến gian kia được có hai gian thôi, hai gian, còn một gian bên kia nữa. Đấy, đường đi cầu thang lên đây thì các bạn biết rồi đấy, lên đây, đây có sàn này, từ cái sàn, từ cái này vào nhà sàn thì bằng nhau, nhưng từ cái này lên cầu nó sẽ bước lên một nhịp, khoảng 17 phân. Từ đây là vào hạn khuống thì là bằng nhau. Đấy, đi theo lối này. Khi mà hoàn tất cái lát sàn với lại có cái lan can này thì nó có một cái lối dẫn rất là đẹp nhé. Lối dẫn uốn, không đi thẳng. Uốn thì nó có chiều sâu các bạn ạ. Gọi là đường cua. Ok, cơ bản vậy thôi. Hai thanh niên này làm một tí chỗ này nữa là nghỉ. Bây giờ mình xin phép kết thúc video tại đây. Ngày mai hoàn thiện cái phần mái cầu gỗ, cầu gỗ 17 mét này sẽ hoàn thiện như thế nào các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập phim tiếp theo. Xin chào.